đi chơi vì ở nhà nó khó chịu, quanh quanh bốn bức tường. Thì em muốn đi vào biển Nha Trang, đi chơi với lại ăn món vặt. Mình được đi làm bình thường và con mình được đến trường. Điều đầu tiên sau khi hết dịch em muốn làm thì sẽ làm gì? Dạ em muốn được nghỉ ở nhà với con. Dạ vì hiện tại là em có một bé bi rồi. Bé mới có 2 tuổi thôi, nhưng mà từ lúc mà dịch á thì em cũng như các anh chị em bên đoàn thanh niên của thành phố Nha Trang á thì bỏ con ở nhà để tham gia chống dịch á. Thì nói chung là xa nên cũng cảm giác rất là nhớ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những chia sẻ của các tình nguyện viên khi tham gia hỗ trợ chống dịch mà chúng tôi đã thu lại được. Những mong ước khá đơn giản nhưng dường như khó thực hiện giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi các tình nguyện viên đang hỗ trợ hết mình cho công tác phòng chống dịch. Để khoác bộ đồ bảo hộ lên người, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, kể cả F0, những tình nguyện viên này đã phải bỏ lại phía sau những lo âu, sợ hãi và cả trấn an những người trong gia đình. Từ khi mà tham gia công tác là đi test tầm soát á, bản thân mình là trước tiên là gia đình không có cho. Vì bản thân gia đình, tất cả không phải gia đình của mình mà gia đình của những bạn khác cũng vậy thôi, bởi vì bao giờ đặt lợi ích cá nhân là sức khỏe của mình và gia đình. Tuy nhiên nếu mà mình sợ thì sẽ ai cùng với nhân dân cùng với chính quyền địa phương chống dịch. Thật ra là mình có 4 bạn tình nguyện viên thì tuyến đầu thì 4 bạn đều bị F0 hết. Nói chung là gia đình cả 8 người đều bị luôn. Bạn của mình là như vậy, nghĩ lại thì mình rất là thương những bạn đó. Cho nên là bản thân mình với những người vai trò là thanh niên đi đầu á thì mình cũng đã cố gắng động viên an ủi cho những bạn như vậy ở nhà bắt đầu tích cực điều trị. Còn anh em của những người tuyến sau này á thì cái đầu là sẽ hỗ trợ và cũng như là giống như là cái đầu tàu cho những người khác. Chia sẻ với chúng tôi, có bạn chị mới học xong lớp 10 đã tham gia công tác tình nguyện này. Dù nhiệt tình, năng nổ trong công tác tình nguyện, nhưng khi được hỏi về gia đình thì ai cũng bày tỏ như sau. Rất là nhớ, có nhiều bạn thì cũng nhớ đến mức độ mà gọi lại cho em mà nói chị ơi em không biết có trụ được hay không. Thì em cũng chỉ động viên là bây giờ mình đã đi rồi thì mình cũng không đảm bảo được an toàn để về nhà. Thì tốt nhất là chúng ta nên chiến đấu đến phút cuối, khi nào mà dịch hết đó, thì chúng ta sẽ ăn mừng đi và tự thưởng cho mình một ngày ở nhà ôm mẹ mà khóc thôi cũng được. Vâng, trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì hầu như trên khắp các nẻo đường chúng ta đều nhìn thấy những màu áo xanh tình nguyện. Cảm ơn sự góp sức của các bạn trẻ. Và câu chuyện về những tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch đã được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube VTV9 Nhịp sóng Phương Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2021. Quý vị hãy truy cập để theo dõi nhé. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.